đi một trình bày của mình nghĩa là gì của siêu đô thuốc và phân biệt với các dạng thuốc lỏng khác và trình bày về những quyền lý siêu đô là siêu đô thuốc bài siêu đô như thế nào tại vì bài của bài này cũng tương đối dễ không ạ nhìn để chốt và sau có chương trình để nhìn mới nói xong chương trình tại gì bây giờ là dạng thuốc lỏng đúng không thường người đó đâu thuốc cũng như đâu siêu đô thì sao lão hiểu mà cầu chứ chắc cầu không cầu không có tới sẵn sẵn à sẵn đúng không cái sẵn là do gì đường do có đường đúng không do một đường là cha và có tỷ lệ đường 5 cân đến 6 cân là đường trên mặt dạ mình đã hiểu chỗ này các chị 5 cân 6 cân có đường trên mặt có nghĩa là sao tức là do một trăm siro thì có được. Ở đây là định nghĩa về siro thuốc nha. Thì sẽ có 5 cân đến 6 cân gam. Gam. Đường. Đường. Mình hiểu cái này. Thì nó cũng tương tự ha nồng độ đường cao